Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie trên Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 151 của chuyến tiên hồng lộ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Andy và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Chương 665: Thiên nhân nhất kích. Đúng lúc này, Dương Phạm lựa chọn đối đầu chính diện với lực lượng cấp thông huyền. Hai người đối đầu một chiều, liên tục lùi ra phía sau. Giữ hư không chấn động, khiến cho mặt nước đại long đàm dâng lên một cột sóng to lớn, giết gào một đường dài. Thân hình lục chiến thoáng cái lên, ổn định lại. Dương Phạm lùi ra sau đến 4 năm bước, rồi cũng ngừng lại, cũng không thương tổn đến lồng tóc. Tuy rằng Dương Phạm đã rơi xuống thế hạ phòng, nhưng mà đã bày ra một xu thế chống đỡ với chính diện còn đông đào cường giả xem trận chiến, kim đan bậc cao, nguyên anh bậc cao, hóa thần bậc cao, những cường giả thông huyền có thể đếm trên đầu ngón tay, tất cả mọi người đều phải trợn mắt há mồm. Trong một số ít người, giống như cơ nguyệt và thương vũ láo tổ, sắc mặt đều có một chút chết lặng. Dương Phạm mà Dương phàm người quả thực lại sáng tạo ra kỳ tích lần nữa rồi, bằng vào tu vi mới vào trong cảnh giới hóa thần, lĩnh ngộ ảo diệu thông huyền. Lưu Vân đã được thiên vân vệ nâng đỡ, lại nhìn chăm chăm vào giao chiến trên cao, trong mắt lóe ra đầy hưng phấn và kích động. ngay vào lúc này hắn giống như là đang đứng về phe của dương phàm, âm thầm hò hét động viên cho hắn, ở trong lòng cũng leo lên trên cao. đã lâu rồi không thấy quả đấu đặc sắc như vậy, thực sự là hồi hộp không ngừng. bên ngoài lục san châu viên tiền bối gần như đã quên mất nhiệm vụ chuyến đi này. viên tiền bối, đây là ngài nói, hắn đã lính ngộ ra cảnh giới thông huyền sao? nam tử huyết đồng thân thể lại chấn động rất khó tin nói. Đúng như vậy, thiên tài mới vừa bước chân vào trong hóa thần không lâu, liền đã có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực thông huyền như vậy. Trong đại tần, cũng lại rất hiếm thấy. Chẳng qua là so sánh với những gì mà hắn biểu hiện trước đó, cũng lại chẳng có gì lạ. Sắc mặt viên tiền bối có một chút tê cứng. Như vậy thì càng tốt, thực lực bọn họ lại càng ngang nhau, đối với chúng ta lại càng có thêm nhiều lợi ích. Tốt nhất là lưỡng bài cầu thường, để chúng ta tiết kiệm sức lực trên mặt nam tử huyết đồng lộ ra mấy phần cười nhạo. Lẽ nào, đây là thiên tài chân chính sao? Trinh lệch về thiên phú. Lục chiến lại nhìn nam tử trôi nổi giữa không trung cách đó không xa, có một chút thất thần. Hắn đường đường là một đại công tử của Lục Vân Hầu, lại còn đối phương chỉ là một hạng người vô danh. Còn có là một tiểu bối vô danh mới bước chân vào trong hóa thần kỳ nữa. Nếu như ở dưới trận chiến ngàn vạn người xem này, thua ở trong tay đối phương, như vậy thì Lục ra còn gì mà mặt mũi, làm sao mà chân nhiếp lánh phương địa cầu đúng lúc này tiếp tục đi dương phàm lại khẽ quát một tiếng thân hình rung lên bàn tay hắn bắn ra một đoàn mây lửa giống như muốn nhuộm hư không thành một tầng mây hồng lực lượng một kích này lại càng mạnh hơn cả vừa rồi lục chín tâm thần nghiêm nghị một mảnh mây sáng phát ra che trời phủ đất bên trong tầm nhìn những người ở bên dưới hư không đã bị mây sáng cùng với mây lửa chủ đạo cắt lấy bầu trời thành hai mảnh không gian. Hai cố lực lượng thông huyền bằng bạc đối đầu với nhau, hư không chấn động mãnh liệt, mặt nước dấy lên những cơn sóng lớn cao đến mấy chục trượng, tung lên một thành, một mảnh mưa to, chút xuống ở bên dưới. Lục chiến lùi ra sau hai bước, rừng phàm cũng lùi ra sau bốn bước. Tù sĩ phía dưới đều phải ngưng thở, nhiệt huyết sôi trào, rung động lòng người. Lại tới. Hư không chấn động, mặt nước sôi lên, thiên địa linh khí rung động hồn loạn. Hai bóng người đàn sen lẫn nhau, giao động, công kích, kinh thế hái tục. Một lúc lâu sau, hai bóng người lại va chạm, chỉ nghe hai tiếng ầm ầm, hai cỗ lực lượng thông huyền lại toàn lực đối đầu với nhau lần nữa. Bên trong lần này, Dương Phạm đã phải lùi ra sau ba bước, thân hình hắn rung chuyển, lục chiến cũng lùi ra sau ba bước, chấn động thân thể. Thể lực ngang nhau, ngang sức ngang tài. Lục chiến lại khẽ thở dốc, trong ánh mắt khó che giấu được sự kinh hãi. Trong mỗi một lần giao kích, Dương Phạm đều bộc phát ra một lực lượng công kích càng ngày càng đáng sợ. Từ ban đầu rơi xuống thế hạ phòng, tiếp đó là lực lượng ngang sức, thoáng giống như hoang đường mộng ảo. Trải qua sự rèn luyện đến nửa canh giờ, Dương Phạm đã vận dụng lực lượng của Hoán Nha Thông Thiên, rõ ràng đã có tiến bộ. Bởi vì Hoán Thiên Nha cầu thông với bầu trời, nắm giữ thiên địa vượt xa khỏi cảnh giới hóa thần, lại càng thêm huyền diệu. Vậy cho nên, trong lúc Dương phàm luận bàn cùng với lục chiến mới có thể đụng chạm tới một lực lượng hoán nhà thông thiên của mình tên tiểu tử này thực sự là đáng sợ lại còn lợi dụng chiến đấu tăng lên thực lực của mình nữa lại càng đánh càng mạnh giữa cục là tiềm lực của hắn lớn tới cỡ nào chứ Thương vốn lão tổ trong mắt co rút lúc này lại sinh ra mấy phần sợ hãi đối với dương phàm bằng thực lực đối phương thể hiện ra lúc này lão ta muốn giết người đoạt bảo xác suất thành công gần như bằng không từ ban đầu là nắm chắc đến nắm chắc đến bốn năm phần còn đến bây giờ là không còn chút hy vọng. Đã có thể thấy được thực lực của Dương phàm trong trận giao chiến ở nơi này đã sinh ra biến hóa cỡ nào. Ta tuyệt đối không thể nào thua hắn được. Nếu như vẫn còn tiếp tục như thế này, thực lực đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Ta sẽ không còn bất cứ một nắm chắc thủ thắng nào nữa. Lục Chiến lại đè nén kinh hái trong lòng. Hắn phải làm cho mình tỉnh táo lại. Trong khoảnh khắc, hắn đã hóa thành một đám mây sáng tàn ảnh, nháy mắt thoát ly ra khỏi chiến trường, bay vụt lên trên bầu trời phía xa. Dương Phạm hít mắt, hắn cũng biết trận đấu này không thể nào tiếp tục kéo dài. Dù sao nơi này là phạm vi Thiên Vân Châu, lại còn có rất nhiều liệp sát giả âm thầm ẩn nấp. Vậy nhưng, thực lực hóa thần trung kỳ lại còn mạnh mẽ hơn cả hắn tưởng tượng. Mặc dù lực lượng hoán nhà của Dương Phạm có thể dần dần khai phá, nhưng mà muốn chiến thắng đối phương cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bản thân, chúng ta lại kê vai chiến đấu. Lục chiến hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một cây trường kích thành đồng lại còn nặng nề và cổ xưa, đường nét thô giáp, nhưng phóng ra một cỗ khí tức bá đạo và sắc bén, khiến cho không khí xung quanh run lên từng trận, vù vù và rung chuyển. Dương Phạm không nhìn ra được lai lịch của trường kích thanh đồng này, nhưng mà chỉ riêng về khí tức, tuyệt đối là pháp bảo thông linh lực lượng công kích đáng sợ. Bằng vào thân phận đại công tử Lục Vân Hầu, vũ khí mà hắn sử dụng làm sao có thể là vật phẩm? Trên trường kích thanh đồng dâng lên một quần sáng màu xanh, hình thành ảo ảnh trường kích sắc bén như kiếm, tạo cho người ta một loại trùng kích thị giác mạnh mẽ, giống như nghiền nát tinh thần. Dương Phạm lại chợt cảm thấy một cố uy áp cực kỳ khủng khiếp. Lục Vân giống dài một tiếng giống như con sư tử giống to, tiếng vang chấn nhiếp bầu trời, tầng mây phương xa rung chuyển. Ở dưới thanh thế kinh thiên động địa, trường kích thanh đồng bằng phượng thức, đâm bình thường, lại đơn giản như về phía hư không. Một mảnh quần sáng màu xanh chấn động vùng ra, kết hợp với lực lượng thông huyền, sinh ra lực lượng đè nén linh hồn. Trong tầm mắt mọi người, trường kích thanh đồng dài đến cả trượng, giống như là phóng to đến trăm ngàn lần, xuyên thủng hư không, đánh nát sao trời, Khi phách xuyên thủng trời cao, không gì cản được. Vũ khí này Thường vũ lão tổ lại nhìn chầm chầm vào trường kích thanh đồng trong tay của Lục Vân. Thoáng cái lại thất thố hồ lên. Đó chính là pháp bảo thông linh thượng cổ, dùng khi phách công kích. Rất danh tiếng, bá vương kích bá vương kích là một pháp bảo thông linh vũ khí mạnh mẽ truyền thừa từ thời thượng cổ ở thánh địa tu tiên đại tần phàm là cường giả cấp thông huyền trở lên cơ bản đều sẽ có được pháp bảo thông linh người thân phận đặc thù thậm chí không chỉ có đụng một hai món nhưng cũng là pháp bảo thông linh giữa chúng nó cũng có rất nhiều sự khác biệt có một số loại pháp bảo thông linh truyền lưu từ thời đại văn minh tu tiên thượng giới rực rỡ tới này, ẩn chứa uy năng càng mạnh mẽ cũng có một số bộ phận pháp bảo thông linh là do đại sư tu luyện khí thời đại hiện giờ đúc thành, đa số là hạng thứ phẩm. Bá vừng kích là một trong những kiện pháp bảo thông linh cấp phẩm bình thường, nhưng mà nó rất nổi danh trong cùng cấp. Ngay lúc này, uy lực một kích từ trường kích thanh đồng, khí phát ngang trời, nâng cao thực lực của Lục Vân đến một trình tự mới. Dương Phạm nhào mắt, ở trên người dân lên một hư ảnh lửa cao hơn đến 20 trượng, khí thức nóng rực cắn nuốt trời cao. Dưới áp lực chưa từng có, hắn lại sảng khoái, kích phát ra một lực lượng hoán nha kỳ. Nơi thời điểm này, trước khi bước chân vào trong ba bậc thông thiên, gần như không lo lắng, thiên địa trói buộc. Nếu như bây giờ ở Bắc Tần, lực lượng cấp bậc này đã sớm bị độc thủ, trời cao và giết chết. Đối mặt với một kích từ thanh trường kích khí thế hồng hồn như vậy, chắn ngang trời cao, trong tay trực dương phạm đã xuất hiện một thanh vũ khí như kiếm màu, tạo hình bá đạo, nành máu, lại càng nụ ra, lộ ra một khí phách mạnh mẽ khi tước đỏ lửa phun trào ra khiến cho bản thể ma hoàng kiếm hiện ra một mảnh hào quang vô vô vàn một kiếm vùng lên trong sự hư không đó lộ ra một đạo kiếm quang màu đỏ đậm giống như thác lũ ánh sáng chói mắt giống như muốn cắt phá hư không hiện ra một dải danh giới rất lớn bá vương kích ngang trời ập tới đối đầu với mũi nhọn sắc bén ở trên mũi của ma hoàng kiếm bắn ra một ánh lửa mấy chục trượng hai khối lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối va chạm cùng nhau âm thanh chấn động trong hư không làm vô số tù sĩ huyết khí sôi trào mặt nước đại long đàm đã dấy lên một mảnh sóng to sóng to như là báo táp phủ ra cả một nửa lục sàn trầu gây ra một mảnh hỗn loạn lục phản chấn rất mạnh mẽ làm cho hai người đồng thời phải lùi ra phía sau lục còn dương phàm ở giữa không trung lại phun ra một ngụm máu sắc mặt trắng bệch thân hình của lục chiến thì từ từ lùi ra phía sau bàn tay hắn tề dại không tốt rồi đại ca chiếm ưu thế ở trên pháp bảo còn vũ khí ở trong tay của dương phàm Chẳng qua chỉ là một pháp bảo thông linh cấp thứ phẩm thôi. Trong lòng Lục Vân lại hồ không ổn. Một tên là bá vương kích truyền thừa xa xưa, tiếng tâm lừng lấy, gần sát pháp bảo thông linh cấp chân phẩm. Còn một tên là ma hoàng kiếm đúc hơn đến trăm năm, pháp bảo thông linh thứ phẩm. Thực sự hai bên kém rất xa. Dương Phạm lại hít sâu vào một hơi, một chút nội thương đó đối với hắn mà nói hoàn toàn không có đáng trở ngại. Bằng vào thể chất cùng với sức lực khôi phục biến thái của hắn, chỉ cần không phải bị thương chí mạng, liền có thể khôi phục lại trong khoảnh khắc. Đó cũng chính là căn bản, tự ngạo nhất của tiên hồng quyết đối với dương phạm. Dương đại ca, thực lực của huynh đã làm cho mọi người nhìn bằng ánh mắt khác. Cho dù là thua trận này cũng đã đủ để tự ngạo rồi. Huống gì huynh vừa liên tục tác chiến, pháp bảo lại không bằng. Trong mắt tiểu hân tràn ngập sự vui vẻ, truyền âm thần niệm nói với dương phạm. Hiển nhiên nàng muốn khuyên dương phạm hãy buông tha đi, đánh tiếp cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Cho dù có thua. Ở trong lòng khán giả nơi này cũng đã rõ ràng, Dương Phàm yếu thế ở chỗ pháp bảo không bằng đối thủ, mà không phải là bởi vì tu vi pháp lực bản thân. Một kích ép Dương Phàm, Lục Vân đã có một chút đắng chát, nhưng mà không hề có một chút nào cảm giác thành tựu. Trước khoảnh khắc tu vi pháp lực to lớn lại còn một ưu thế pháp bảo mới có thể khó khăn thủ thắng được, có thắng mà cảm thấy không hay. Sắc mặt Dương Phàm lại trở nên trắng bệch, vươn tay lau vết máu trên miệng. Vào lúc này, nơi đây thành một mảnh yên tĩnh ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn, kinh sợ, bội phục và thán phục. Dưới bầu không khí này, lục chiến cũng không ra tay tiếp, hắn lại nhìn chằm chằm đối thủ đáng kính nể này. Còn Dương phàm thần sắc vẫn bình tĩnh, hắn chậm rãi ngừng đầu, ngừng mắt nhìn trời cao vô hạn. Hoán thiên nhà ở trong đầu bỗng nhiên toát ra một ánh sáng vô hạn. Trong khoảnh khắc, hoán thiên nhà của Dương phàm dung hợp cùng bầu trời, hồn căn thông thấu mặt đất. Trên thông thiên, dưới triệt địa. Hình thức thiên nhân Dương Phạm lại nhắm chặt mắt, khẽ thở ra một hơi. Không ngờ tới, ta lại có cơ hội sử dụng một chiêu này. Như vậy cũng cho người thấy được một chút thần lực chân chính của Hoán Nha Kỳ. Cũng là thiên nhân nhất kích mà ta tham ngộ đã lâu. Không ngờ tới, thực sự, ta lại có cơ hội đó. Trong lúc mọi người đều cho rằng Dương Phàm đã thua trận rồi, hắn lại bình thản như không, ngừng đầu nhìn lên trên bầu trời xa xăm, hắn hít sâu. Từ ở nơi Bắc Tần, thậm chí lúc ở nội hải, Dương Phạm đã thường có động tác như vậy, ngước nhìn trời cao phía xa xưa, giống như có suy nghĩ, lại giống như có ngộ ra. Đây không chỉ là suy diễn của Hoán Nhà Kỳ, còn là pha lẫn càng nhiều cảm ngộ liên quan khác. Còn cảm ngộ thiên nhân nhất kích này, thậm chí từ trước khi hồng nhất, phần thiên, tìm hiểu đến trăm năm, tích lũy mà thành. Cái gì? Đến mức tận bây giờ, hắn lại còn lưu lại bài tẩy sao? Không sử dụng lực lượng chân chính? Mặc dù Dương Phạm nói rất nhỏ, thần thức cảm quan của hóa thần bậc cao vẫn có thể nghe được rất rõ ràng, mỗi người đều khiếp sợ không thôi. Còn đối thủ của Dương Phạm là Lục Chiến, thân hình chấn động, hít vào một hơi khí lạnh. Hắn ta quả thực không dám tưởng tượng, rốt cuộc là mình đang đối mặt với một loại địch nhân gì. Thường Vũ lão tổ, lão có nghe hay không? Hắn nói là Hoán Nha Kỳ, không phải là Hóa Thần Kỳ. Cơ Nguyệt về mặt tràn ngập sự hoài nghi, tâm tư của nàng lại càng thêm cẩn thận. Sao? Ta là con tưởng là mình nghe nhầm hắn ta quả thực không phải là hóa thần kỳ. Vậy rốt cuộc đây là thế nào? Sao mặt đại biến của thường vũ lão tổ? Không phải là hóa thần kỳ sao? Lục Vân ở một bên tâm thần chật chấn động, lại đột nhiên nhớ tới tràng cảnh dương phàm chiến đấu khi đó. Không thể nào, người là một tu sĩ mới bước vào trong hóa thần kỳ, làm sao có thể nắm giữ được lực lượng như thế? Lục Vân không khỏi kinh hãi, khó mà tin nhìn chăm chăm vào dương phàm. <laughs> hóa thần kỳ sao? Xin lỗi, Dương mỗ không phải. Dương Phạm lại cười lạnh. <laughs> càng lúc sẽ càng thú vị thôi. Thực sự là bất ngờ lại không dứt. Cuối cùng rốt cuộc là kẻ nào thủ thắng đây. Ánh mắt của viên tiền bối lại hiện lên ý cười. Trong đội liệp sát giả, chỉ có một mình lão mới có thể dùng thần thức xem trận chiến ở bên ngoài ngàn dặm. Viên tiền bối, ngài cũng đừng chỉ xem trận chiến, mà lại quên mất nhiệm vụ của chúng ta. Một gá hóa thần bậc cao bên cạnh rụt dài nhắc nhở. Ta làm sao mà quên được viên thiên bối lại tâm thần dùng mình vội vã thu liễn tạp niệm ánh mắt lại lấp lánh ta lại có một loại dự cảm một kích kế tiếp có thể sẽ quyết định thắng bại không chừng sẽ gây ra thương vong các người hãy chuẩn bị kỳ đi chờ lệnh của ta vậy là tốt rồi các liệp sát giả liếm mùi chiến ý sôi trào động tác của những người này lại không tránh được dương phàm đang dùng hoán thiên nhà cùng với hồn căn thông thiên triệt điện nhìn thấy đứng dưới như tầng mây trên cao trong ánh mắt chăm chú của mọi người dương phàm hai mắt nhắm lại khi tức nóng rực quấn quanh người đều đã thu liễm vào trong cơ thể bên ngoài trông vẫn bình thường và tự nhiên trên đầu hắn mơ hồ đã thấy được hư ảnh giống như là một mảnh trồi non màu đỏ dung nhập cùng với trời cao thông suốt bầu trời xa xưa hư không vạn dặm không mây ánh mặt trời vẫn đang chiếu sáng dường như lại càng thêm trói mắt còn thân thể của dương phàm bình thản như không ở giữa không trung lại trở nên rõ ràng giống như là thu hút lấy ánh sáng vô hạn. Mà hoàng kiếm ở trong tay dương phàm biến mất, dẫn tới một đoàn người bên dưới ổ to. Hắn lại không cần pháp bào sao? Mọi người lại trợn mắt há mồm. Chỉ thấy dương phàm tay không đứng giữa bầu trời, toàn thân rất tự nhiên, phảng phất như đã trở thành một bộ phận trong hư không. Loại cảnh giới này... Những cường giả cấp thông huyền nơi này lại chưa thất thần. Hình như có một chút giống như là thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết cường nguyệt lại thần sắc hoàng hốt, bọn họ chẳng qua là những người ngoài cuộc, còn lục chiến lại là đối thủ của dương phàm, sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra đầy mồ hôi lạnh, không ai có thể hiểu được cảm nhận của hắn khi này. ở trong cảm quan của hắn, bầu trời rộng lớn này chỉ còn lại một người, một thiên nhân đang đứng sừng sững giữa thiên địa, ngạo nghễ đang nhìn xuống chống sinh. dung nhập thiên địa, không gì chống cự. lục chiến lại chậm nắm chặt bá vương kích, hắn lại khẽ run rẩy, hai mắt co rút hắn đối mặt với dường như không phải chỉ là một người đơn lẻ mà là cả một bầu trời hư không lực lượng của hắn có sự hùng mạnh nhưng mà con còn không có đủ tự tin để đánh xuyên qua thiên địa trừ phi hắn có được lực lượng phá toái hư không bằng không thì mặc kệ hắn mạnh mẽ cỡ nào đi nữa trước mặt cảnh giới dung nhập với thiên địa như vậy đều sẽ phải rơi xuống hạ thừa chỉ là bao phủ trên cảnh giới đã làm cho lục chiến sinh ra một tâm lý như vậy đúng lúc này dương phàm rốt cuộc đã hành động hắn mở bừng mắt trong ánh mắt hiện lên hai vòng mặt trời đỏ như hư vô. ngay cùng lúc hư không ở trên đầu dương phàm phóng ra mây đỏ vô hạn, làn tràn ra một mảnh thiên địa. toàn thân tự nhiên nhưng mà quanh người hắn lại tỏa sáng sắc thái vô hạn. sắc thái vô hạn đó chỉ là phụ trợ cho sự tồn tại của hắn. là như thế này. dương phàm bước vào nửa bước trong hư không thiên địa, hắn thì thào tự nói: thân hình hắn vốn tự nhiên lại càng thêm hư vô mờ mịt, giống như là đắm chìm ở trong một cơn mưa ánh sáng đón nhận vận vật thiên địa, mưa bụi tươi mát. Tới cùng với hoàn cảnh, lúc này chiếu rọi lẫn nhau, giống như là một chồi non dưới mưa xuân buổi sáng, lộ ra một sắc thái hần hoàn đón ánh bình minh. Toàn bộ quá trình này chẳng qua chỉ là ở trong một hồ hấp, cảnh tượng trắng lệ tuyệt vời trong khoảnh khắc, rung động lòng người. Không được, không thể nào để cho hắn tiếp tục được. Lục chiến lại trong lòng quát to, Báo vương kích trong tay bồng bồng chấn động, bộc phát ra một khí thế uy lực phá vỡ núi sông. Trong thoáng một cái, hắn đã dốc hết toàn lực phát ra một kích phá núi, mang trời. Một mảnh bóng kích màu xanh, nương theo mây sáng, lóe điện lên, khi thế xung quanh muốn xe nát hư không, lại chối, dương phàm. Có thể nói, đây là một kích sấm sét kinh diễm, siêu việt cực hạn bản thân, bùng nổ dưới mặt áp lực nặng nề, làm cho chúng tù sĩ bên dưới liên tục trầm trồ. Trong một kích đó, lục chiến có thể ngạo nghế gấp thông huyền, coi như cũng là đi lên, không nhất định chống đỡ được. Viên tiền bối lại đột nhiên nhấc tay, hắn khẽ hô lên. Các người hãy chuẩn bị đi, chờ khoảnh khắc hai người va chạm. Thừa dịp hỗn loạn, giết chết công chúa Tần Hân. Lão ta dường như đã dự liệu được cục diện mà hai người lưỡng bại cầu thương sau khi va chạm. Ngay lúc này, cảm quan của Dương Phàm mới thông hiểu được tiền cơ, Vòng lúc này đã trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Hắn lại chẳng vui chẳng buồn, không một chút sợ hãi, nhưng hắn đã ra tay. Thân hình chợt thoáng hiện, bóng người dương phàm giống như xuất hiện trồng chéo một cách chấn động từ lục chiến rõ ràng đã sắp đâm trúng thân thể của dương phàm lại bị một bàn tay giống như tinh ngọc màu đỏ hồng sinh ra từ hư không đánh trúng mặt nước bên dưới dâng lên một cơn sóng ngập trời gần như nuốt trọn lục san châu sóng lớn sẽ cuốn hết mọi thứ ra tay đi viên tiền bối gần như cùng lúc quát lên còn những người đang xem trận chiến đều đã bị hai người giao chiến thu hút dương phàm lại chỉ trong điện quang chớp giật thân hình chồng chéo lên nhau cũng đã bởi vì công kích của hắn đã hoàn thành hắn quay về chỗ cũ bá vân kích chấn động vừa nhận được một cỗ lực lượng hùng hồn đánh trúng liền đã tuột ra khỏi tay vù một tiếng rơi thẳng xuống mặt nước lục chiến bàn tay rách nát về mặt hoàng sợ không thôi miệng của hắn phun đầy máu toàn thân giống như con diều đứt dày rơi xuống bên dưới ngay lúc này thân hình dương phàm xuất hiện hiện tượng trồng chéo rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng như vậy thiên nhân nhất kích gần như không ai có thể hoàn toàn nhìn rõ được, nhưng mà có hai người miễn cưỡng thấy được chân tướng chuyện này. Thân thể Lục Chiến rơi xuống dưới, hiện lộ ra vẻ kiệt sức, ánh mắt hắn kinh hoàng, trong đầu lại hồi tưởng lại quá trình giao chiến. Trong tay cầm bá vương kích, một kích đã phá vỡ núi sông xuyên thủng hư không đánh tới, Dương Phàm vẫn như trước, mắt bỗng nhiên chớp động rồi biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc đó, thời gian giống như bị kéo dài lại vài lần, thân thể Dương Phạm ở trong mắt hắn lại to lớn gấp chục gấp trăm lần. Hóa thành một thiên nhân đội trời đạp đất Sau đó Có một kích kinh thiên đánh tới Lấy danh nghĩa thiên địa Không thể nào kháng cự, Lấy trực tiếp đánh bay trường kích của lục chiến Làm cho hắn lập tức hộc máu trọng thương Tự nhiên mà thành Dùng nhập với bầu trời Một kích giống như phát ra từ trong thiên địa Muốn tránh cũng không tránh né được Mặc dù ở trong phải thuấn gì Nhưng mà lại còn hơn cả thuấn gì nữa Cơ người sắc mặt chấn độc Hai mắt thất thần hoàng hốt Giết Đúng lúc này, các liệp sát giả bay đến lục sàn trầu, mục tiêu nhắm thẳng vào tiểu hân. Còn ánh mắt của viên tiền bối lại không tự chủ được bị thiên nhân nhất kích của dương phàm thu hút. Hắn chấn động trong một khoảnh khắc. Thiên nhân nhất kích, dương phàm lại không một chút nào tổn thương, trọng thương lục chiến, còn hắn lại chỉ có vẻ có một chút suy yếu. Vào lúc này, khóe miệng hắn mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía viên tiền bối. Viên tiền bối kinh hồ, thân hình cứng ngắc trong ánh mắt của lão ta hiện ra thân thể của dương phàm to lớn gấp mấy chục mấy trăm lần lại một trường nữa đánh tới muốn tránh cũng không được không hay rồi máu chóng máu chóng lùi lại viên tiền bối lại cực kỳ hoảng sợ hắn vội vã truyền xuống mệnh lệnh đa số các liệp sát giả chẳng biết gì tình huống ở trong đó có một bộ phận đã tới trước mặt tiểu hân chạy thôi không để ý quá nhiều chuyện như thế được viên tiền bối trong lúc hoảng sợ không để ý được các thủ hạ này nữa soạt một cái hắn chạy chối chết. Công chúa Tần Hân, hôm nay đây chính là nơi mà người trôn xác. Nam tử huyết đồng giết tới trước mặt của Tiểu Hân, trong mắt đỏ giống như máu bắn ra hư quang chấn nhiếp tâm thần, làm cho Tần Hân thân thể cứng đờ, run rẩy khó thở. Không hổ là sát thủ của địa cấp thiên sát các, chỉ có cấp thông huyền mới có được vinh dự như vậy. Chỉ là hắn vừa phát ra được một nửa công kích, lại bỗng nhiên dùng mình. Một bàn tay giống như từ hư không xuất hiện đánh tới, xé nát thân thể hắn một bóng người trồng chéo răng rộng xuất hiện ra bên cạnh hắn một trường đánh lên trên thân thể không có sự phòng ngự của hắn xé nát ra đó chính là dương phàm thiên nhân kích thứ hai thiên nhân nhất kích chính là hừng hình, hình thức thiên nhân công kích ở trong một mức độ huyền diệu tối cao tiêu hao tâm thần rất lớn bằng tình trạng dương phàm bây giờ tối đa chỉ có thể liên tục thi triển ra ba kích kích thứ nhất trực tiếp trọng thương lục chiến cấp thông huyền kích thứ hai lấy phương thức quy ẩn khó lường đánh chết nam tử huy huyết đồng, thực lực ngạo thị đồng cấp. Các liệt sát giả lại trợn tròn con mắt. Thủ lĩnh bọn họ thấy tình thế không đúng, lại dẫn đầu chạy giữ mạng. Nhị thủ lĩnh huyết đồng lại bị một cách miếu sát. Chạy, chạy thôi. Các liệt sát giả mỗi người giống như con chó nhà có tàng, lại bỏ chạy chối chết. Bọn họ đến trăm ngay cay ngàn đắng, mưu tính ra kế hoạch, lại bị một cách này tàn vỡ. Dương đại ca. Tiểu Hân lại vừa khôi phục lại từ công kích linh hồn quỷ dị, lại kinh hô một tiếng mặt hoa tái nhợt lệ rơi như mưa ôm chặt lấy cánh tay của dương phàm vẻ mặt bất lực dương phàm lại khẽ kinh ngạc không biết nam tử huyết đồng kia nắm giữ dạng thần thông gì lại có một lực lượng sát thương lớn như vậy chẳng qua là giới thiên nhân nhất kích cho dù là thần thông của hắn có huyền diệu cỡ nào cũng nháy mắt đã mất mạng không có một chút nào phản kháng tên tiểu tử này thực sự đã đáng sợ dường như hắn lại cảm giác được sát ý của ta Thương vũ lão tổ lại giật mình ánh mắt dò xét xung quanh rồi lại cẩn thận lặng lẽ rút đi thường vũ lão tổ ngài lại muốn đi đâu thế cửa nguyệt lại cười dài tiếng nói của nàng thoáng cái thu hút ánh mắt của mọi người cô Cộ... thường vũ lão tổ sắc mặt trắng bệch thân thể hèn mọn lén lút đi bỗng nhiên lại cứng đờ thấy thế cục không đúng thường vũ lão tổ lại có tật giật mình vừa chuẩn bị lên lén trốn đi thì lại bị cơ nguyệt hô lên bắt gặp Ánh mắt mọi người nơi này đều tụ lại trên bóng người của thường vũ lão tổ, đang hèn mọn cứng ngắc đứng đó. Thường vũ lão tổ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận, cơ nguyệt tới ngục cực điểm. Trên người dương phàm lại có trí bào long khí, long khí rất đặc biệt, cầu thông với thiên địa. Chỉ có những cường giả cấp thông huyền trở lên mới có thể cảm ứng được lực lượng số mạnh hư vô đó. Các tu sĩ hóa thần trung kỳ giống như bọn họ cũng chỉ có thể đến gần mới có thể phát hiện ra dấu vết trong đó, mà trùng hợp ở trong các tu sĩ hóa thần lục san châu này chỉ có thường vũ lão tổ cùng với cơ nguyệt phát hiện ra điểm đó lén lút giao lưu có chỗ khác nhau là cô nguyệt dự cảm thấy phúc duyên không đủ không thể nào có được trí bảo long khí sẽ không chủ động chém giết tranh đoạt mà thường vũ lão tổ chỉ còn lại đến hai ba trăm năm thọ nguyên cũng bởi vì tìm cho mình một con đường sinh cơ liền phải dự định buông tay đánh cược theo như ánh mắt của mọi người dương phàm mắt lạnh liếc thường vũ lão tổ làm cho người kia phải dùng mình một cái rồi lại cười bồi nói. Quyết đấu thực sự là đặc sắc. Sau trận chiến, chiến hôm nay, Dương Đào Hiếu chắc chắn là vang danh Thiên Vân Châu rồi. Thường vụ lão tổ lại tươi cười giống như mang theo đầy phần tầng bốc. Hiện giờ cho dù lão ta có một trăm lá gan, cũng sẽ không dám đánh chủ ý tới trí bảo long khí nữa. Nơi đại tần, truyền thuyết liên quan tới trí bảo long khí thực sự lại không ít, trong đó có một số đã được công nhận. Người có được trí bảo long khí đều là người mang một đại số mệnh. Mặc dù hoàng tộc tiên tần đặc thù nhưng mà có được trí bảo lòng khí cũng cần phải kỳ ngộ lớn nào còn những người khác cho dù là thực lực thông thiền cũng sẽ phải vô duyên cùng với trí bảo lòng khí đương nhiên tu tiên giới đại tân ngày hôm nay nắm giữ trí bảo lòng khí ai mà không oai phong một cõi là trí cường giả vô địch đứng ở trên đỉnh cao từ điểm này lại càng thấy được thành tựu của dương phàm ngày sau là không thể lường trước cơ nguyệt ánh mắt đẹp phóng ra một tia sáng kỳ dị nhìn về phía tiểu hân bên cạnh bóng người đang cao lớn giống như chống đỡ lấy thiên địa vào ngay lúc này nàng lại hâm mộ nữ tử tiểu hân diện mạo bình thường đó. Lão tổ nói rất đúng. Dương Đào Hiếu thực sự là im lặng thì thôi. Lên tiếng thì đã liền lộn nổ, nổi danh. Trên quyết đấu này đúng là trăm năm khó gặp ở trên thiên vân châu. Đúng rồi, Dương Đào Hiếu thực sự là thần nhân. Mới vào trong hóa thần kỳ đó có pháp lực thông huyền. Ngày sau tạo hóa không thể nào lường trước. Các hóa thần bậc cao được phụ họa theo thường vũ lão tổ. Bọn họ đang làm một chuyện được lợi hai điều. Cùng lúc phụ hóa theo thường vũ lão tổ cũng có thể nâng được tầng bốc dương phàm nhưng mà lại không biết được lúc này thường vua lão tổ đang nơm nớp lo sợ hắn thường vua lão tổ lại thần kinh căng thẳng sợ hãi dương phàm đánh tới một thiên nhân nhất kích nữa tuy rằng lý trí đã nói cho lão biết bí kỹ như vậy không thể nào thi triển liên tục nhưng mà sợ hãi trong lòng lại không giảm đi chút nào dương phàm chậm rãi thở ra một hơi hắn lùi ra khỏi hình thức thiên nhân cao độ trong khoảnh khắc đó khí tức ở trên người hắn đã xảy ra biến hóa kỳ diệu không còn tự nhiên mà thành sánh ngang thiên địa cũng chẳng có gì chống lại giống như bàn nãy nữa. Bí thuật thiên nhân nhất kích, tiêu hao tâm thần rất lớn. Ở trong một cách giờ, tối đa chỉ có thể sử dụng liên tục ba lần. Vừa nãy, hắn đã sử dụng với lục chiến một lần, sử dụng với huyết đồng một lần. Chỉ còn lại đúng một lần cuối cùng, phải giữ lại một chút tâm thần đẹp để đề phòng bất chắc. Lại thiên thượng vũ lão tổ có tham niệm đối với trí bảo lòng khí. Cho dù là Dương phẩm sử dụng tiếp một lần thiên nhân nhất kích nữa, còn nắm chắc trọng thương đối phương. Nhưng nếu như muốn chém chết, khả năng lại không lớn dù sao cũng là cường giả cấp thông huyền, dưới tình huống bình thường, tối đa Dương Phạm chỉ lại ngang sức mà thôi. Đúng lúc này, mấy thiên vân vệ từ dưới, nước, lại nâng lục chiến bị trọng thương lên. Trận chiến hôm nay, lục mỗ đã thua. Lục chiến giọng nói khàn khàn, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Phạm có vài phần kiên kỵ và sợ hãi. Thẳng đến tận bây giờ, hắn cũng không tìm được phương pháp phá giải ra thiên nhân nhất kích của Dương Phạm. Cho dù có lặp lại lần nữa, lục chiến cũng không thể nào thay đổi được kết cục thua trận. Ta thua. Tâm phục khẩu phục. Lục chiến giọng nói trầm thấp, hắn ho khan vài tiếng, ánh mắt đảo qua các thiên vân vệ, ngay cả đệ đệ Lục Vân, lạnh nhạt nói. Trở về thôi. Lục Vân lại vội vã trình đốn thiên vân vệ trên danh nghĩa của mình, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía dương phàm, lại có một chút thất thần. Hắn lại sáng tạo ra kỳ tích. Hắn đã thực sự làm được rồi. Hiện giờ đã có hơn 40 thiên vân vệ tại nơi này, kể cả bốn đội trưởng thiên vân vệ hóa thần kỳ, theo như lý thuyết lúc này dương phàm pháp lực hao tổn bọn họ cũng không phải là không có hy vọng nhưng chỉ là lục chiến cùng với lục vân không có dũng khí càng biết rõ chiến thuật biển người đối với dương phàm lại đạt đến một pháp lực thông huyền mà nói chẳng có ý nghĩa gì chúng tu sĩ lục san châu cũng lại dùng thần sắc phức tạp nhìn về phía dương phàm trong lúc thiên vân vệ chỉnh đốn dương phàm lại chắp tay cáo từ ngọc thanh tông chủ dương mỗ ở lại quy tông đã hai năm rồi cũng phải dẫn tới không ít phiền phức hy vọng ngọc tông chủ ấy tha thứ cho ta Ngọc Thanh Tông Chủ lại biến cưỡng cười. Hồng Nhật, Phần Thiên, khi trước, giữ âm mạnh mẽ đã giết chết mấy trăm đệ tử cấp thấp ở trong Tông Môn. Tự nhiên cũng không có hảo cảm gì với Dương Phạm. Dương Phạm lại thở dài ra một hơi, truyền âm thần niệm nói. Đối với tổn thất của quỳ tâm, coi như Dương Phạm ta thiếu Tông Chủ ngươi một nhân tình. Thần niệm truyền âm, những người khác không nghe được. Một cái nhân tình sao? Ngọc Thanh Tông Chủ lại khẽ động dùng thần sắc phức tạp liếc nhìn dương Phạm, hoàn toàn có thể lĩnh hội được cân lượng phần nhân tình này có thể lúc đó dương Phạm ở trong đại tần thậm chí thiên vân châu lại còn không tính là một cường giả đứng đầu nhưng bằng vào tiềm lực của hắn bày ra bây giờ tương lai tất nhiên sẽ trở thành một nhân vật phong vân đứng trên đỉnh cao ngạo nghễ thiên hạ chuyện khi trước dương đạo hiếu cũng không cố ý thậm chí lại cố gắng tránh ra khỏi tổn thất thật đó có thành ý như vậy vậy thì ta cũng sẽ không nói gì nữa Ngọc Sinh, Ngọc Thanh Tông chủ lại biểu thị không truy cứu chuyện này, tâm tình có một chút nặng nề, cùng với càng nhiều sự bất đắc dĩ. Tiểu Hân, chúng ta đi thôi. Dương Phong kéo tay Tiểu Hân, bay lên trên bầu trời. Dương Đạo Hiếu, chờ đã. Cơ Nguyệt lại kinh hồ một tiếng, dường như vẫn còn lời muốn nói. Chẳng qua tốc độ hai người Dương Phong quá nhanh, hóa thành một giải sáng, rồi lại chợt biến mất. Nàng ta ý, có ý muốn giao lưu nhiều hơn với cường giả tiềm lực vô hạn, có hy vọng trở thành một tồn tại đỉnh cao của đại tần kéo giao tình một chút nhưng mà dương phàm dẫn theo tiểu hân đã nhanh chóng rời đi cũng không để ý tới nàng nam từ đội đầu đội trời chân đám đất như vậy lại chỉ có nhìn thể nhìn thoáng qua thôi hoa dung xinh đẹp nhò nhá của cơ nguyệt hiện lên một tia ân hồng ánh mắt sáng cũng đã ảm đạm nếu như không giống như lúc nãy nàng cũng sẽ không gọi lại thương vũ lão tổ đắc tội với cường giả thông cấp huyền này thương vũ lão tổ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nàng bằng kinh nghiệm tâm trí của lão sao mà không đoán được suy nghĩ của cơ nguyệt ngay lúc này thiên vân vệ chỉnh đốn xong lục chiến cùng với lục vân lại đứng chung một chỗ Hưng để hai người ánh mắt ảm đạm có một chút thất hồn lạc phách chẳng lẽ là chúng ta quá yếu đồng thời đã thua bởi một tiểu bối vô danh sao lục chiến tay nắm chặt lại không ngừng nâng lên trong mắt có vài phần không cam lòng đại ca nói như vậy sai rồi hắn chiến thắng cả hai ta đã không phải là hạng người vô danh nữa đâu Lục Vân lại nhìn về hướng của Dương Phạm rời đi, lại hồi tưởng lại tổng cộng ba lần giao tiếp. 40 năm trước, lần đầu tiên Dương Phạm bỏ trốn từ trong tay hắn. 20 năm sau, trong lần thứ hai, đối phương đã dùng thuật thế thân rất quỷ dị để làm cho hắn trọng thương. Sau 40 năm tới ngày hôm nay, đối phương lại ung dung thắng mình, thậm chí không cần toàn lực. Lục Chiến nghe thấy như vậy, lại chợt cứng người. Lục Vân lại nhìn phương xa, ánh mắt mờ mịt. Không phải là chúng ta quá yếu mà là đã định trước người này phải là một bước lên trời rồi. Hắn không phải là tầm thường đâu. Có thể qua thêm mấy trăm năm nữa, đến ngàn năm sau, chúng ta sẽ bởi vì từng chiến đấu với hắn ở trong thời đại này mà sẽ cảm thấy vinh hạnh và tự hào đó. Lục Chiến lại kinh ngạc nhìn Lục Vân, đệ đệ của mình là một kẻ tâm cao khí ngạo, vậy tại sao đột nhiên lại cam lòng đứng dưới người khác? À, bởi vì đệ là người hiểu rõ nhất sự tiến bộ của hắn, hắn tới đại tần này không tới 50 năm đâu. Lục Vân lại hít sâu vào một hơi, Ừ, để nói cũng có lý. Người này đã có được trí bảo lòng khí. Quả thực, hắn không phải là người thường. Được chiến gật đầu tán thành. Hai người huynh đệ luôn luôn không hòa thuận, bây giờ lại hiếm thấy nhất trí một ý kiến. Không bao nhiêu lâu sau, các thiên vân vệ đã rút đi. Các liệp sát giả âm thầm mai phục cũng đang nghe được những tin sợ đến vỡ mật. Đều phải buông tha mà chạy trốn. Rốt cục một lần đại chiến ở Đại Long Đàm, Lục San Châu đã trở về bình tĩnh một tương lai huy hoàng đã định trước thuộc về Dương Phạm, cũng đã định sẵn uy danh thuộc về hắn. Một trận thành danh cũng không quá đáng. Sát phía biên giới khu vực Đại Long Đàm, có một đạo đột quang màu tím xẹt qua chân trời. Một lão già trong độn quang chính là viên tiền bối thủ lĩnh liệp sát giải trước đó. Nghĩ tới, ta chấp hành nhiệm vụ nhiều năm như thế này, chưa bao giờ gặp phải một nhân vật đáng sợ như thế này. Viên tiền bối trong lòng vẫn còn đầy sự hoàng sợ cứ cho rằng bản thân tu vi pháp lực của mình có thể hơn dương phàm nửa bậc nhưng mà vừa nghĩ tới thiên nhân nhất kích đáng sợ lão ta liền không còn dũng khí chống lại nữa đội liệp sát chúng ta đã thất thủ hơn nữa là do hai liệp sát giả địa cấp dẫn đội nhiệm vụ ngay cả chúng ta cũng không thể nào chấp hành vậy lẽ nào cần thiên cấp cao hơn viên tiền bố lại vừa nghĩ tới liệp sát giả thiên cấp lại không khỏi dùng mình phóng mắt ra cả đại tần liệp sát giả thiên cấp giống như long phượng sừng lân kiếm tu thần bí danh hiệu vô song cũng là một trong những sát thủ thiên cấp Lão ta bay mấy ngày, bỗng nhiên lại sinh ra cảm ứng, dừng lại. Ở trong tầm mắt, bay tới một bóng người khô gầy che phủ dưới nón, che vải đen. Huyết đông đã chết như thế nào? Bóng người khô gầy dưới nón đen truyền ra một giọng nói làm cho người ta không rét mà run. Bên dưới lớp vải đen, mơ hồ thấy được một đôi mắt màu đỏ máu, thầm thúy đáng sợ. Người... huyết luân tử thân. Viên tiền bối lại dùng mình. Huyết luân tử thần người này ở thiên sát các là một sát thủ địa cấp xếp hạng thứ ba uy danh rất lớn cũng là đại ca huyết đồng so sánh lại nếu như là sát thủ địa cấp viên tiền bối lại xếp hạng ở ngoài một trăm huyết luân đại nhân tình huống là thế này viên tiền bối lại biết rõ người này đang sợ kiên kỵ không thua gì sát thủ thiên cấp lại vội vã che giấu trách nhiệm nói lại chuyện này một lần không cần người nói ta đã biết rồi chiếc nón che vải màu đen bùng lên lộ ra một đôi mắt đỏ máu, phun ra một mảnh hư quang, xẹt qua người của viên tiền bối. Viên tiền bối lại kinh hồ một tiếng, hiện ra một vài tuyệt vọng. Tiếng hồ của lão đã nhanh chóng im bật. Nghe theo lời đồn, huyết luân tử thần, liệp sát giả địa cấp xếp hạng thứ ba, chưa từng có một kẻ địch nào sống sót dưới tình huống đối diện hại với, với hai con mắt của hắn. Còn viên tiền bối pháp lực thông huyền, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Hai tháng sau, một nơi biên giới thiên vân Châu. Dương Phạm cùng với Tiểu Hàn, Tiểu Hân từ từ hạ xuống giữa không trung. Tiểu Hân, mỗi là hậu dễ của hoàng tộc tiên tần, là có biện pháp che đậy lòng khí đặc biệt của trí bảo lòng khí ở trên người của huynh hay không? Dương Phạm lại sắc mặt bình tĩnh. Hắn lại nhìn Tiểu Hân có mấy phần chờ mong, hắn cũng không muốn chạy tới chỗ nào cũng sẽ bị tồn tại cấp thông huyền trở lên cảm ứng được lòng khí và đặc biệt luyện hóa trí bảo lòng khí trên người mình. Tiểu Hân lại khẽ gắt lắc đầu, muốn hoàn toàn che giấu là khó có thể được, bởi vì long khí là tồn tại của hư vô, lại còn câu thông với số mệnh thiên địa đông thắng đại lục, phàm là ở trên đại lục này, tăng thêm số mệnh của bản thân sẽ đối với ở bên ngoài không thể nào che đậy được hoàn toàn. Ở trong tộc của muội có một bí quyết, có thể thu liếm cố long khí này ở trong một mức nhất định, làm yếu liên hệ cùng với bên ngoài. Nếu như thế, các đại năng muốn cảm ứng của long khí trên người của Dương Đại Ca sẽ khó khăn hơn nhiều. Chẳng qua chỉ là ngược lại, hiệu quả gia tăng số mệnh ở trên người Dương Đại Ca cũng sẽ suy yếu đi tương đối. Thì ra, là thấy chẳng qua dù lại yếu bớt. Vậy thì cũng không tệ đâu. Ánh mắt Dương, Dương Phạm sáng rực. Giai đoạn bây giờ, hắn thà rằng làm giảm hiệu quả gia tăng số mệnh trên người để đổi lấy hoàn cảnh tu luyện bình an. Vậy hiện giờ, mùa sẽ truyền một bí quyết cho đại ca. Tiểu Hân ánh mắt kiêng nghị, lại vươn tay mình ra. Dương Phạm nào nào, đặt tay ở trên bàn tay nhỏ của nàng. Hắn cũng biết, thế gian này có một số bí pháp thần thông truyền thừa, vì đảm bảo tính duy nhất, không phải là bằng phương thức ngọc giản cổ thư, mà là dùng phương pháp truyền thừa về linh hồn. Thần thông bí pháp như vậy sẽ có phong ấn một góc của linh hồn, dù là người ngoài mạnh mẽ siêu hồn, cũng khó có thể đột phá. Ngay lúc này, Tiểu Hân lại đồng ý đưa ra bí quyết truyền thừa linh hồn, truyền lại cho mình. Dương Phạm lại có phần bất ngờ cảm động. Ngắm tay Tiểu Hân, Dương Phạm lại cảm giác được một mảnh dao động kỳ dị vọt tới. Linh hồn đột nhiên lại tiếp thu được một số tin tức đây là một phương thức cùng loại giống như thần niệm truyền âm đưa nội dung trong ký ức truyền thừa lại truyền lại cho dương phàm và một lát sau tiểu hân thu tay lại rồi mỉm cười dương đại ca đã nhớ được chưa ừ nhớ kỹ dương Phạm gật đầu không nói tới hắn đã từng sử dụng nguyên linh đàn thánh đàn tăng từ chất ngộ tính chỉ bằng thần thông thấu triệt thiên địa của hắn giờ phút này trí nhớ hoàn toàn đã đạt tới thấy qua là không quên được chỉ là dương phàm vẫn có một chút bất ngờ Tiểu Hân lấy bí quyển bất truyền ở trong gia tộc lại cho Huỳnh, nhưng mà lại không sợ làm trái quy định ở trong tộc sao? Đã có gia tộc truyền thừa nghiêm ngặt đối với người tự ý truyền ra bí thuật, bí thuật của độc môn, tuyệt đối sẽ thi hành truy sát hủy diệt. Dương đại ca cứ yên tâm đi. Tiểu Hân ánh mắt chân thành, lại ngậm cười. Dương đại ca ở tình huống nguy hiểm như vậy cũng lại không bỏ qua Tiểu Hân. Bộ pháp quyết này của muội làm sao mà đáng nói được. Ánh mắt hai người nhìn nhau, lại mỉm cười. Đây chính là sự tín nhiệm đối cùng với dương phàm đây không phải là bằng hữu bình thường lại càng giống như là tình nghĩa huynh muội hắn độc thân đi tới đại tần vương triều thỉnh thoảng sẽ sinh ra tưởng niệm đối với thân nhân ở bắc tần và bằng hữu sư trưởng đệ tử của với nữ tử âu yếm còn loại tưởng niệm này hắn chuyển hóa thành ý chí chiến đấu lại càng mạnh mẽ mà khi ở cùng với tiểu hân càng làm cho dương phàm nhớ tới đệ đệ và muội muội không biết bọn họ liệu còn tốt không lại còn có cái tên khỉ con hồ phi nữa ánh mắt dương phàm lại không khỏi lộ ra vài phần ấm áp mặc kệ tu tiên giới chết chóc tàn nhẫn như thế nào so mưu đấu kế ra sao thậm chí là hắn đã từng tồn tại tới sinh mệnh vô tội nhưng mà ở trong lòng của hắn vẫn luôn có một mảnh đất lành mà mình cảm thấy ấm áp tiểu hân cảm thấy được tình cảm trong mắt dương phàm lại hiếu kỳ đại ca là đang nhớ tới thân nhân sao hai người dựa vào trong một khối đá trên núi dương phàm cũng không để ý một chút thời gian nói chuyện về thân nhân bằng hữu của mình chỉ là hắn cũng không nói tới mình tới từ phương nào. Tiểu Hân cũng không hỏi. Trong quá trình nói chuyện, Tiểu Hân lộ ra vẻ hâm mộ hướng tới. Tiếp đó là ánh mắt ảm đạm, có một chút buồn bực không vui. Dương Phạm lại thử hỏi dò. Tiểu Hân lại có một chút mất mát. Phụ thân qua đời đã rất lâu rồi, là ca ca chăm sóc cho muội Chỉ là ca ca thân phận đặc thù, sinh ra sớm hơn muội một ngàn năm. Ca ca có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của muội nhưng mà chỉ có không thể nào cho muội thứ trong lòng mà hội muội hướng tới. Vậy Tiểu Hân Mụi hy vọng điều gì? Dương Phạm đã có một chút suy đoán Tự do Trong mắt Tiểu Hân phóng ra một sắc thái động lòng người Mụi muốn sinh hoạt tự do tự tại Muốn bằng vào y thuật của mình Hành y tế thế Dương Phạm lại âm thầm thở dài Đúng là quá đơn thuần Quá ngây thờ và quá thiện lương rồi Như vậy Đã làm cho hắn nhớ tới Vũ Văn Hầm Nhị công chúa Yến Vương Phủ Lúc đó nàng chẳng phải luôn luôn hướng tới sự tự do đó sao? muội biết trong lòng Dương Đại Ca lại cho rằng Tiểu Hân suy nghĩ quá ngây thơ. Tiểu Hân ánh mắt lại mỉm cười, nhưng mà trong suốt không mất đi trí tuệ. Dương Phạm chợt hiểu ra, Tiểu Hân thân là hoàng tộc đại tần, sinh tồn ở trong một hoàn cảnh tàn khốc và lạnh lùng, so tâm đấu trí, hắc ám máu tanh. Nàng không thể nào không thể hiểu thế sự, không thể nào thực sự ngây thơ, nhưng mà ở trong lòng của nàng luôn luôn vẫn thiện lương. Muốn tự do có thể tranh thủ bằng thực lực của mình. Huỳnh đã từng dẫn đường cho một nữ tử có cách nghĩ giống như muội còn địa vị của nàng ấy hôm nay có thể sánh ngang với đương kim tần hoàng. Trong mắt Dương Phạm hiện lên một tia mỉm cười. Dương đại ca cũng thực sự lợi hại. Tiểu Hân lại không một chút hoài nghi, đồng thời ở trong lòng cũng nổi lên một tia ấm áp. Ở chung với nam tuổi này đến mấy chục năm, nàng lại cảm giác đối phương giống như ca ca của mình, đáy lòng có một loại ngọt ngào. Đây chính là tình cảm mà cha, ca ca ruột của nàng cũng không thể nào cho nàng. Mấy ngày sau, ở một vùng đất hoang biên giới Thiên Vân Châu, Dương Phạm cùng với Tiểu Hân lại mở ra một động phủ. Dương Phạm bắt đầu tu luyện ẩn lòng quyết mà Tiểu Hân truyền cho. Chỉ là ở trong quá trình tu luyện, Dương Phạm lại gặp lực cản rất lớn. Theo như lý thuyết, bằng độ cao cùng với ngộ tính của hắn bây giờ, hẳn là không khó. Nửa tháng sau, Dương Phạm lại thở ra một hơi. Thì ra bộ công pháp này là chế tạo riêng cho hậu dạy hoàng tộc tiên tần. Thấy như vậy, hắn liền tạm thời buông tha tu luyện bí quyết này mà tìm hiểu bí quyết ở ở trong đó cố gắng thay đổi. Đối với việc tiến hành thay đổi một bộ phận bí quyết truyền thừa xa xưa, cách nghĩ này quả thực là to gan. Nếu như bị hậu sự hàng tộc tiên tần biết được, quá nửa sẽ bị chế nhạo không biết tự lượng sức. Nếu như trước kia suy diễn ra một cảnh giới mới, Dương Phạm cũng kiên quyết không dám có ý nghĩ như vậy. Nhưng bằng vận độ cao của hắn ngày hôm nay, ngay cả một bộ công pháp hoàn toàn mới cũng có thể sáng tạo ra, vậy thì thay đổi một bộ bí quyết liệu có gì không thể? Tối thiểu ở trong nhận thức của hắn, thiên thủ vô ngần tuyệt đối sẽ có năng lực đó. Thoáng một cái, nửa năm nữa trôi qua. thì ra áo nghĩa suy yếu cảm ứng lòng khí này là như thế. Ta lại không cần huyết mạch tiên tần. Bằng đạo tự nhiên hài hòa của tiên hồng quyết, cũng có thể làm được điểm này sao? Khóe miệng dương phàm lại khẽ nhách, nhanh chóng tiến hành, rồi lại sửa đổi bổ sung bộ ẩn long quyết. Mấy ngày sau, hắn tu luyện thành công bộ ẩn lòng quyết mới sáng tạo. Lòng khí gia tăng trên người đã thu liễm lại. Dương đại ca, huynh đã thay đổi được pháp quyết này sao? Cái gọi là thay đổi chẳng qua là để cho huynh thích ứng với công pháp. Người tu tiền khác cũng khó mà có thể tu luyện được. Dương Phạm cười nhạt, trong lòng quả thực đã có thành tựu. Chỉ là khi hắn nghĩ tới kỳ tài khoáng thế thiên thù vô ngần, sáng tạo ra thần thông tam linh hóa nhất, ở trong lòng chỉ có vài phần tự đắc liền đã bay mất. Tính toán lại, cách đại hàn, đại hải nan trăm năm lần trước, đã là sáu bảy chục năm. Không chừng thiên thù vô ngần đã tam linh hóa nhất, thành công, thăng cấp hóa thần hậu kỳ rồi. Cứ như vậy, xem ra thiên thu vô ngân cũng rất có khả năng củng cố cảnh giới xong và đi đến Đại Tân Vương Triều rồi. Chỉ là bằng tu vi hóa thần hậu kỳ của hắn, một thể chia ra làm ba, tam linh liên thủ, hoàn toàn có thể tung hoành Đại tần. Ta phải nắm chắc thời gian, tới lúc đó gặp mặt, nếu như thực lực không bằng hắn, vậy thì đúng là không còn chút mặt mũi nào. Nghĩ tới đây, cảm thấy một cố áp lực chưa từng có. Hắn lại tự nghĩ, chỉ cần thăng cấp hoán nha trung kỳ đã đủ để tung hoành nơi Đại tần này rồi. Đồng thời, ở trong 6-70 năm này, Thiên Lan Điện đã mở ra đến 3 lần, đa số là do Thạch Thiên Hàn chủ đạo, cướp đoạt bảo vật, tài liệu, thiên tài địa bảo, linh thạch ở bên ngoại điện. Trong thời gian này thu hoạch không ít, đáng tiếc duy nhất chính là bảo khố có rất nhiều pháp bảo thông linh, thậm chí tụ lôi đình ở trong truyền thuyết. Trong 3 lần Thiên Lan Điện mở ra, cấm chế không có sơ hở, ngược lại mật thất, dược phòng, Thạch Thiên Hàn đã lấy được một số linh đàn, giống như cực phẩm thánh đàn viên anh đàn. Viên anh đàn là một linh đan cao cấp hơn hóa anh đàn, có thể tăng lên cảnh giới nguyên anh kỳ dễ dàng vượt đến cảnh giới hậu kỳ thậm chí cảnh giới đại viên mãn mà thầy thiên hàn lấy được viên anh đàn có tới bảy tám viên tạm chia cho nhân thân nhân và bằng hữu dùng đã có thể dự liệu được nội ở trong trăm năm tương lai thế lực tiên thành sẽ sinh ra đến mấy vị nguyên anh đại tu sĩ chuyện về bắc tần dương phạm đã rất yên tâm rồi huống hồ còn có đặng thi giao tỏa chấn chẳng qua là nhiều lúc đặng thi giao truyền tống đến mê phong cốc nội hải để tu luyện nếu như một khi nàng ấy thăng cấp hóa thần hậu kỳ, ngay cả nội hải cũng sẽ không ở lại được nữa, chỉ có thể đi thánh địa tu tiên đại tần. Đặng thi giao tưởng niệm người yêu thương, cũng coi như đây là mục tiêu, sớm ngày đi tới đại tần. Đồng thời, sư tôn Phượng Hy cũng đã nói với nàng. Thi giao, con làm sao để một mình hắn đi tới đại tần? Dự phòng truyền thừa phong lưu đa tình của cha hắn, chưa chắc gì là sẽ không chiều hòa gẹo nguyệt ở bên ngoài đâu. Đặng thi giao lại cười cười. Thi giao lại tin tưởng đại ca không như thế, Mục đích của huynh ấy tới Đại Tần là bởi vì tìm kiếm thiên nhất hồn thủy, thay vì tìm đạo đỉnh cao của mình. Mà Dương Phạm lại dưới áp lực rất lớn, dần dần đã bớt quan tâm đến chuyện Bắc Tần, sau khi tu luyện ẩn phong quyết, bắt đầu củng cố tu vi. Ta lại mới bước vào trong hoán nhà kỳ, căn cơ không ổn. Nếu như có thể củng cố cảnh giới, tu luyện ra thái hư thiên hòa, tới lúc đó, vậy thì cho dù không thể nào dùng thiên nhân nhất kích, cũng có thể đè ép được cường giả thông huyền hóa thần trung kỳ. Dương Phàm lại bắt đầu tính tầm tu luyện, củng cố tu vi. Ở bên trong đầu, chiếc mầm sáng màu đỏ hư vô dung thông cùng thiên địa, lực lượng ngôi sao thái cổ vô tận hội tụ quanh người Dương Phàm. Vào ban ngày, toàn thân Dương Phàm là một mảnh đỏ hồng, làn da đỏ như lưu ly, không thể nào nhìn thẳng, uy áp bức người. Còn vào ban đêm, Dương Phàm lại quấn quanh một mảnh ánh sáng xanh nhạt mơ hồ, cộng hưởng với ngôi sao chiếu sáng bầu trời. Ban ngày, pháp lực của Dương Phàm tăng trưởng nhanh chóng, còn ban đêm, ánh sáng nhàn nhạt, nhạt tẩy rửa thân thể và linh hồn cả hai cùng lột xác. Dưới ánh trăng tích ứng hàng năm, pháp lực thể chất của Dương Phàm hay gọi là cảm ngộ linh hồn, ở trong lúc vô tình đều đang tăng lên. Thoáng gái năm 60 năm, năm 6 năm trôi qua, cảnh giới của Dương Phàm đã cùng nhau. Có sơ bộ, nhưng mà muốn tu luyện đến hoán nha trung kỳ, ít nhất còn cần đến trăm năm. Nhưng vào ngày lúc này, thiên làn điện 20 năm nữa mở ra một lần đã tới, độc hạt vương truyền tới một tin tức tốt. Đại Hải Nan trăm năm lần trước đã cách đến 80 năm trong lúc này thiên lạn điện lại mở ra đến 3 lần khi mở ra lần thứ tư độc hoạt vương truyền tới một tin tức người lại nói cấm chế linh bảo mật khố kia đã có sơ hở sao tâm thần dung nhập vào tiên hồng không gian dừng phàm lại nhìn phệ hồn độc hoạt vương biến thành một nam tử cao to độc hoạt vương đã thăng cấp hóa hình đại viên mãn so sánh với 100 năm trước lúc này hắn lại một thân giáp trụ màu đen pháp đầu tay cầm chiến đao màu đen là một thân võ trang cổ bảo không những như vậy, phía sau hắn còn có 20 con bò cạp hóa hình, xếp hành đội hình. Mỗi người đều tàn ra một khí tức sát phạt mãnh liệt. Hồi bẩm chủ nhân, cấm chế ở mật khố vũ khí kia đã có một chút sơ hở. Hẳn là chúng ta sẽ có cơ hội. Độc hạt vương cũng kính nói, những bò cạp còn dần hắn ở phía sau lại không dám ngừng đầu. Được rồi, các người đã làm việc rất cẩn thận. Ta sẽ đi chuẩn bị một lát, lập tức sẽ đi qua. Ánh mắt Dương Phạm hiện ra ý cười. Thông qua những vật ánh xạ Dương Phạm đã có thể biết được tình huống ở trong thiên lan điện. Còn ở một khu vực ở thiên hồng không gian, Thạch Thiên Hàn đã toàn thân ma khí âm trầm. Hắn than thở. Ta đã thăng cấp hóa thần kỳ, không thể nào tiến vào bên trong thiên lan điện được. Thạch Thiên Hàn thăng cấp hóa thần kỳ không một chút nào bất ngờ, chỉ cần bản tôn nâng cao cảnh giới tiền hồng, hắn có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới tương ứng. 80 năm trước, U Minh Ma Diễm của Thạch Thiên Hàn đã tu luyện tới cảnh giới tứ U, mà trải qua rất nhiều năm cùng với Ma Tinh, Tủy, cùng với ma tinh thạch thượng phẩm trợ giúp, Hàn cũng đã nâng cao đến ma diễm, tứ u đại thành. Theo như thạch thiên hàn cảm ứng, ở nơi đại tần cũng đã tồn tại người tu luyện cửu u ma công, gần như là khu vực thiên vân châu có một tồn tại rất hùng mạnh. Cảnh giới của đối phương lại còn cao hơn cả ta, ít nhất tu luyện đến cảnh giới ngũ u rồi. Thạch thiên hàn sắc mặt nghiêm nghị, lại hết sức kiêng kỵ. Dương Phạm lầm bầm. Bằng với trình tự hóa thần kỳ, tu luyện tới cảnh giới ngũ u lại chẳng có gì lạ. Người đã có ma tinh tủy trong tay, tu luyện thêm một trăm năm nữa, hẳn là cũng có thể đạt tới một cảnh giới như vậy. Nhưng mà chẳng qua, nếu có thể cắn nuốt ngũ u ma diếm cảnh giới tạng cao đó, lại có thể trợ giúp cho người tăng lên tu vi. Dương Phạm lại trầm ngâm nói. Điều này vẫn đang phải cân nhắc, không biết đối phương đã tên trình độ, trình độ như thế nào rồi. Sau đó, Dương Phạm lại kiểm tra tình huống của Hàn Lưu Ly. Một nơi góc linh thú viên, có một cô gái duyên dáng yêu kiều, tóc làm tung bay, ánh mắt lưu chuyển lung linh sáng bóng. Nàng ta vẫn giữ hình thái thượng tượng bằng, nhưng mà có một chút thay đổi so với trước kia. Tiến độ đã rất nhanh rồi, đã bước vào bên trong hóa thần kỳ. Như vậy cũng có thể vào trong kỳ thành thục. Sở dĩ lại không tỉnh lại, là bởi vì vẫn còn chưa hoàn thành mục tiêu hóa lực lượng huyền băng quả. Lúc này, dương phạm ánh mắt sáng người, hắn có một chút mừng rỡ. Bây giờ, bên ngoài hắn lưu ly, khoảng lại 13-14 tuổi xem ra không lâu nữa sẽ bước vào trong bước thành thục tới lúc đó nàng ta sẽ là một nữ yêu tuyệt sắc khuynh thành tác dụng của huyền băng quả này đúng là vượt quá tưởng tượng của ta xem ra ta có thể suy nghĩ lấy thêm mấy quả nữa ánh mắt dương phạm hiện lên vẻ vui mừng xem về tình hình hà lưu ly vẫn còn thêm, cần thêm đến mấy năm mới có thể hoàn toàn tiêu hóa được lực lượng của huyền băng quả dưới thiên hồng không gian ánh xạ dương phạm đại nhanh chóng quan tâm tinh không tình huống của thiên lan điện ở trong một thiên lan điện, ánh sáng xanh lục lóe lên, xuất hiện một thanh niên nhỏ nhã. Nói chính xác, đây chính là mục linh thế thần của Dương Phàm, bản thân hắn đạt tới trình tự hóa thần, không thể tiến vào được. Thực lực mục linh tế thần, thế thần khoảng tương đương với nguyên anh hậu kỳ. Nếu như không phải là hạn chế tu vi nơi này, Dương Phàm thậm chí có thể tạo ra thế thần sánh ngang với hóa thần sơ kỳ. Thân hình Dương Phàm. Dương Phàm này biến mất tại chỗ. Sau khoảnh khắc, hắn lại biến vào trong một mật thất. Ủ ám ở trong tầm mắt là một loạt bình khí bên trên bày các loại vũ khí có một số quầy gỗ đặt các cổ bảo đủ những hình dạng cổ bảo thuần là một loạt cổ bảo nếu như trước đây dương phẩm lại khẳng định sẽ cực kỳ kích động nhưng mà đạt tới trình tự như ngày hôm nay có thể làm cho hắn động tâm chỉ có pháp bảo thông linh cùng với linh bảo truyền thừa nhưng hắn vừa bước vào trong mật khố u ám thì trước một binh khí cách đó không xa có một gã yêu tu cùng ba tu sĩ nhân loại đang tranh đấu Xảy ra chuyện gì? Lại có tu sĩ nhân loại phát hiện ra nơi này sao? Ánh mắt Dương phàm lại trượt ngừng lại, phát hiện ra ba nam hai nữ đang tranh đoạt một kiện cổ bảo. Trong đó có một thiếu nữ xinh đẹp, lưng đeo sọt thuốc, ánh mắt lại sáng lên, hiện ra một chút bất đắc dĩ. Các vị hay là lui một bước đi, cùng phần chia cổ bảo, nếu như không cẩn thận đụng chạm tới cấm chế nơi này thì... <laughs> Mộng thu sư muội nên bớt lo chuyện của người khác đi. Nếu như không phải là xem quan hợi, hệ sư tôn hai chúng ta, tôi trừ ta, đã sớm ra tay với cô từ lâu rồi. Một tên thiếu nhân gọi là Tô Trừ, giữa hai mà hàng mi, mang thêm vài phần tà dị. Lưng đeo một gùi thuốc đèn, lại cười lạnh nói. Không để ý tới thiếu nữ Mộng Thu, Tô Trừ lại ra nhập với chiến đấu, xem vào trong một gá thanh niên mà đạo cùng với yêu tù. Thấy như vậy, Mộng Thu lại cười bất đắc dĩ, vội vã thu ra một khoảng cách. Chủ nhân, có cần ta giải quyết bọn chúng không? Bên cạnh dương phạm ẩn nấp một con bò cạp hóa hình, ánh mắt xẹt qua hàn quang lại khom người nói. Bằng vào tu vi của hắn, giết chết mấy người cấp kim đàn lại không cần phải tốn lực, lực sức nào. Dương Phạm lại vừa định nói, lại đột nhiên ánh mắt trượt ngừng. Chờ một chút. Hừm, hôm nay cho người kiến thức độc hồn ma hạt của ta. Thiếu niên tà dị tô trừ, lấy ra một con bò cạp to bằng bàn tay, sáng bóng như mực. Đây là một kiện độc bảo chế tạo bằng bò cạp độc nguy hiểm. Mộng thu lệ, kinh hồ và hoảng sợ. Tô trừ, người dám tự ý lấy vật dụng vật cấm kỵ thương thiên hại lý độc vương tiền bối giao vật đó cho ngươi, chỉ là ngay lúc nguy cơ bớt nói thừa đi trong tay tu trừ đưa ra một mảnh màu xám vào trong độc bảo thoáng một cái một cô khí tức làm linh hồn run sợ chuyển ra hai mắt bỏ cặp bắn ra một đột gợn sóng u làm đảo qua phạm vi mấy chục trượng một gái yêu tu cùng với cường giả kim đan ma đạo bị làn sóng u làm này quét chúng thân thể lập tức cứng đờ ánh mắt sợ hãi Mộng Thu cũng đã bị làn sóng u làm này quét chúng. Ngay lúc mấu chốt, khối ngọc bội trước ngực đã tỏa ra một mảnh ánh sáng nhu hòa màu xanh ngọc, xóa đi một cỗ độc lực đáng sợ. Nhưng dù là như vậy, nàng ta cũng hừ nặng một tiếng, dùng nhàn trắng bệch. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, yêu tu cùng với ma tu chiến đấu với tô trừ đã ngã xuống chết ngay. Ra thì trên người đã thối rữa thành một bãi nước màu đen, làm cho người ta lồng tóc dựng đứng. Giết chết bọn chúng, tất cả cổ bảo này phải thuộc phải thuộc về chúng ta. phải cần gì phải chia sẻ chứ? tăng thêm biến số. Tô trừ lại hừ lạnh, về mặt nhẹ nhàng. Sau đó, hắn chuẩn bị ra tay để lấy kiện cổ bào cấm chế sơ hở đó. Ngay vào lúc này, truyền tới một tiếng bước chân. Cái nào? Tô trừ ánh mắt co rút, hiện lên đầy sát khí, quay ra phía sau. Không tệ đâu, người là đệ tử phó bình sao? Một nam nhân, thân cao xanh ngọc, lại còn có một yêu tù khi tức đáng sợ bước ra. Ngươi là ai? lại biết tên sư tôn của ta. Tô trừ lại hiện lên vẻ cảnh giác. Đặc biệt là khi hắn thấy yêu tù hóa hình phía sau dương phàm, trong mắt hiện ra một tia sáng u làm. Cùng khoảnh khắc đó, Động bảo trên tay tô trừ đột nhiên lại rung động, lại không biết đó là do sợ hãi hay hưng phấn. Còn cô gái mộng thù, mặt hoa biến đổi. Là cường giáo hóa hình kỳ. Các người làm sao mà tiến vào trong ngoại điện được? Nàng ta quan sát càng tỉ mỉ, tuy rằng không nhìn ra tu vi của dương phàm nhưng mà yêu tu bên cạnh hắn đã đạt tới một trình độ hóa hình kỳ bộ dạng lại còn rất cùng kính đối với hắn nói như vậy người thực sự là đệ tử phó bình sao thanh niên nhỏ nhã lại trượt mừng rỡ ánh mắt nhìn sang mộng thu người là đệ tử phó tuyết đúng rồi mộng thu lại thấp thỏm bất an cuối người hành lễ tiêu nữ tử đúng là đệ tử của dược vương phó tuyết Vậy xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào? Dược vương, độc vương. Dương phong lại thản nhiên cười, vuốt mũi. <cười> Xem ra bọn họ ở nội hải này cũng là không tệ nhỉ. Mộng thu từ tô trừ nghe thấy như vậy, lại càng thêm gò bó và bất an. Nghe ngữ khí, nam tử thần bí trước mắt này rất có thể là cường giả cùng thời đại của sư tồn. Mà người này có thể bằng tu vi Nguyễn Anh Kỳ tiến vào trong thiên làn ngoại điện, phóng mắt ra cả thiên cầm nội hải, ngoại trừ thần thú không gian ở trong truyền thuyết, không ai chân chính làm được điểm này. Nói cách khác, nam tử thần bí trước mắt lại có khả năng thực lực ở trên cả dực vương và độc vương. Vậy, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Tô trừ, cùng với, mộng thu, lấy thu hồi, cùng kính nói. Cho dù hắn là tâm kế độc ác thế nào, trước mặt cao nhân không thể nào với tới được, không có một chút nào sức được đánh trả. Dương Phạm lại vừa định nói, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng nói, thì ra cấm chế nơi này có kẽ hở, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi truyền ra từ đây. Ngoài linh bảo mật khố, truyền tới mấy tiếng nói. Chủ nhân, hãy để cho ta giải quyết bọn chúng. Bảo cặp hóa hình vũ trang cổ bảo ở bên cạnh lại không người chờ lệnh. Dương Phạm gật đầu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nơi này là cấm địa. Kẻ xông vào, giết chết. Bảo cặp hóa hình lại chợt nhoáng lên, xuyên qua cái hở cấm chế. Ánh mắt chợt hiện lên một tia sáng lam đỏ, mấy tu sĩ cấp kim đan bên ngoài linh bào mật khố lập tức kêu thảm bỏ mình trực tiếp cách không độc chết tô trừ lại hít vào một hơi nhìn chăm chăm vào bò cạp hóa hình ánh mắt đang rung động cuối cùng lại kinh hoàng nói đây là phệ hồn thiên độc hạt hóa hình kỳ độc bảo trong tay của hắn chẳng qua là phệ hồn thiên độc hạt bậc cao cấp 4 luyện hóa thành chính là vật cứu mạng do sư tôn tặng cho còn lúc này hắn lại rõ ràng gặp được phệ hồn thiên độc hạt hóa hình kỳ theo như hắn biết sư tôn cũng có một con phệ hồn thiết độc hạn cấp bậc như vậy nhưng không thấy sử dụng đã có thể nghe động tĩnh bên này lại có tu sĩ nhân loại cùng yêu tu chạy tới ánh mắt dương phàm lại trượt ngừng ý niệm khẽ độc lại là ba con bò cạp hóa hình bay vụt ra bên ngoài linh bảo mật khố cứ thấy bốn con bò cạp hóa hình chấn thủ cửa vào của sơ hở cấm chế tu sĩ vừa tới gần thấy đội hình như vậy dọa đến hồn phi phách tán lập tức bỏ chạy cho bọn hắn một trăm lá gan cũng sẽ không dám chống lại bốn con bò cạp hóa hình tô trừ vào mộng thu lại càng kinh hái sợ đến vỡ mật mộng thu lời chợt có một chút suy tư ngắn ngủi ánh mắt điểm tĩnh lộ ra một tia khiếp sợ lại trượt khó người vậy xin hỏi tiền bối ngài họ dương sao ồ người lại đoán được sao dương phàm quay người lại giống như cười như không nói được dương phàm xác nhận mộng thu lập tức quỳ xuống hành lễ đây từ mộng thu bái kiến sư tổ họ họ dương Sư tổ Tổ trừ thân thể cứng đờ Đột nhiên nghĩ đến điều gì Về mặt chấn động cũng quỳ xuống hành lễ Đệ từ tôi trừ Bái kiến sư tổ Dương phàm nào nào Tiếp đó lại không khỏi buồn cười Không ngờ hành trình đến thiên lan điện lần này Còn có thể thấy được hai đồ tôn Mộng thu và đồ chữ Trừ lại vô cùng cung kính Trước sau lại quỳ xuống bái lễ Sự rung động ở trong mắt lại vô cùng không biết ngôn từ nào có thể hình dung bọn họ thực sự đã không ngờ rằng dưới tình huống này có thể gặp được vị sư tổ thần long kiến vĩ bất kiến thù như vậy đối với bọn họ những người chưa từng ra mặt sư tổ thần bí thì lại chỉ vẹn vẹn được biết tới dương phàm qua sư phụ và những truyền thuyết lưu lại ở trong nội hải hiểu rằng người này năm đó đã lưu lại một số sự tích truyền kỳ và một bí tân nhưng chỉ là sau lần đại hải nan lần đó chúng trí cường ra nội hải cùng với nhau đã hóa giải tay ương hủy diệt cho u ảnh ma chủ dẫn phát sáng lập ra một sử thi thần thoại mới thì dương phàm cũng đã biến mất rồi mà truyền thuyết có liên quan tới hắn ở thiên cầm nội hải này vẫn được người ta thường xuyên nhắc tới trong đó có một trí cường giả cũng đã từng tham dự cuộc chiến chống lại u ảnh ma chủ thuật lại cũng đã được ghi vào trong cổ tịch của nội hải như sau khi hủy diệt thành bảo tập kích địa mặt chi tích tràn ngập nguy cơ hàng tỷ sinh linh nội hải đã lâm vào trong diệt vong đại thế không thể nào đảo ngược vô số sinh linh lâm vào trong tuyệt vọng thì chỉ có đúng một thân nhân động thân lao ra sừng sững giữa thiên địa lực bạt tiền khí thẳng hướng tinh hà, chém giết mà ảnh, hóa hiểm di vi. Vì thương sinh nội hải mà tạo ra một đường sinh cơ. Nghĩ tới đủ những loại truyền thuyết, mộng thu và tô chữ khi mà quỷ lại ở trong lòng không khỏi kích động. Sự rung động ở trong mắt cũng đã chuyển thành sùng kính. Các người hãy đứng dậy đi. Dương Phạm lại lộ ra ý cười, cũng không chối bỏ hai đồ tốt này. Sư tổ, ngài tiêu thất nhiều năm như vậy, không ngờ lại là xuất hiện ở thiên lan điện sao? Thực sự rất là tài ba. Tô Trừ lại nói năng có chút lộn xộn, hai tay hắn nắm lại siết chặt, vẻ mặt vô cùng sùng bái. Vừa có kích động, Mộng Thu lại vừa có cả bất ngờ. Tô Trừ, sự huynh luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, nhưng mà không ngờ lại có một bộ dạng như vậy. Khi gặp mặt trí cường giả nội hài ở trong truyền thuyết, không ngờ lại nói nàng cũng trở nên lắp bắp. Nàng ta lại thoáng bình tĩnh, nhưng mà đôi mắt cũng không thể nào che giấu được sự kính ngưỡng và sùng bái. Mỗi khi mà sư phụ Dược Vương đề cập tới sư tổ thì ở trên mặt liền sẽ có biểu tình tôn kính vô hạn, Tiểu tử kia, người mới tù luyện đến 4-50 năm mà đã đạt tới kim đan trung kỳ rồi. Quả nhiên không tồi đó. Dương Phạm lại tự mình vỗ vỗ bảo vai của tô trừ, ánh mắt lại rất ôn hòa. Giờ khắc này, hắn lại nhớ tới Phó Bình, người kế thừa độc thuật của mình. Lúc ấy, hắn cũng chỉ là một thiếu niên non nớt, không ngờ bây giờ đã trở thành một thế hệ độc vương mới. Từ lần trước rời ra khỏi nội hải, Dương Phạm đã nghe được những câu chuyện liên quan đến thành tựu của hai huynh, hai huynh đệ đó. Từ khi đó cũng là lại là không có cơ duyên gặp mặt mà lúc này thực lực địa vị của phó bình và phó tuyết đã trực tiếp bị đại trưởng lão của tam hiền môn cho đứng ngoài cửa rồi hai người các người đích xác có quan hệ sâu xa với ta nếu là lần đầu tiên gặp mặt cũng nên tặng các người vài thứ để làm lễ ra mắt đi ý niệm dương phàm vừa động trước người trôi nổi mấy loại pháp bảo hào quang tỏa ra tứ phía cấp bậc thấp nhất cũng là pháp bảo đỉnh cấp và cổ bảo nhất cấp ánh mắt của tô trừ và mộng thu sáng bừng kiềm chế sự hung phấn ở trong lòng lại tiếp cận những pháp bảo này ta sẽ cho các người thêm một chút linh đàn. Ngoài ra còn có vài thứ. Sau khi trở về thì giao cho sư phụ của các người. Dương Phạm lại đưa cho hai người một ít linh đàn. Lại chuẩn bị thêm hai cái hộp. Bên trong còn có một số loại chân phẩm. Hy vọng có thể giúp hai gã đệ tử của mình tiến thêm một tầng. Trở thành tân nội hải trí cường giả. Sau khi thu lại những đồ vật này. Tô Trừ và Mộng Thu lại vô cùng vui mừng. Từ sau khi ta rời đi. Thế cục của nội hải như thế nào? Dương Phạm lại tùy ý hỏi. Tổ chữ lại vội vàng trả lời. Từ sau khi sư tổ, sư tổ ngài rời đi, vậy thì... Dương Phạm lặng lặng lắng nghe, sau một lúc đã nắm được tình hình cơ bản của nội hải. Sau tai ương hủy diệt đó, bảy viên truyền thừa Linh Châu lần nữa đã trở lại thượng giới tiền khí. Các vị trí cường giả cũng đã nhiều lần bị khiêu chiến. Mà nay, thế cục của thiên cầm nội hải cũng đã phát sinh biến hóa cực kỳ lớn, hình thành một thế cục mới, cũng có một vài vị tân trí cường giả mới sinh ra. Trong số đó, mà kệ là cường giả nào bị thay thế, có mấy người vẫn giữ vững được địa vị của mình, chưa từng bị lai động. Giống như hai đại tông sư là Thiên Thu Vô Ngân và Dương Phàm Phe yêu tộc cũng chỉ có Khổng Tước Vương là cường thịnh bất suy. Kim Giao Long lại bị một cường giả thần bí giết chết, cướp đi trí bảo Long Khí Thiên Long Cùng. Về phần Đông Phương Dược Sư và Đảng Linh Giả Vương cũng lạnh chân chính là thế ngoại cao nhân, không nhúng tay vào tu tiên giới nội hải. Sự tồn tại của họ chỉ là để duy trì sự cân bằng giữa yêu vật và nhân. Từ sau lần đại hải nan năm đó, những lần sau, cứ 20 năm một, những người đã tới kim đan kỳ như chúng ta đây cũng sẽ có cơ hội tiến vào bên trong thiên lan điện. À, đây chính là bởi vì kế hoạch của u ảnh ma chủ đã bị phá sản, khiến cho địa mạch chi tích mở rộng thêm một chút, khiến cho linh khí để mà vận chuyển trận pháp bên ngoài thiên lan điện không đủ. Dương Phạm nhẹ nhàng cười, ở trong lòng hắn lại có thêm một câu chua xót. Mặc dù có bảy viên truyền thừa linh châu, cũng không thể nào ngăn chặn việc cách khe, Địa mạch chi tích đó hàng năm lại rộng ra. Trung quy sẽ có một ngày, cái khe đó sẽ cường đại đến độ thiên là điện và thượng giới tiền khí cũng không thể nào chân áp được nó. Tuy nhiên, ngày đó sẽ còn rất lâu nữa. Ngay khi Dương phàm và hai gã đệ tử này nói chuyện, thì bên ngoài lại xuất hiện một động tính. Một đạo ánh sáng màu bạc mông lùng đã tiến vào trong nơi này. Hết tập 151, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Hồng Lộ.